Thưa quý vị, từng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Hải Phòng, tiểu đoàn 76 Hải Đà anh hùng tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dẫn đầu đoàn đại biểu về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Về phía thành phố Hải Phòng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu lãnh đạo hai thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng đã thành kính dành phút mặc niệm, dành nén hương thơm tưởng nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cha anh đã đem lại tự do, hòa bình cho đất nước. Tiểu đoàn 76 Hải Đà thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1973 tại Hải Phòng là quân chi viện của thành phố cho tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng kết nghĩa với quân số trên 500 cán bộ, chiến sĩ, hầu hết là lực lượng tình nguyện từ các nhà máy, công sở, trường học. Trong đội hình Trung đoàn 96, mặt trận 44 Quảng Đà, tiểu đoàn đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng. 96 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hy sinh, nhưng chỉ có 18 liệt sĩ tìm được hài cốt.